nỗi sợ hãi. Chỉ có suy nghĩ của bạn mới là nguyên nhân tạo ra sự sợ hãi. Nếu khi còn bé, nếu phải trải qua một tình huống trớ trêu khi đưa ra nhu cầu của bản thân, thì hẳn là lớn lên, bạn sẽ trở nên dè dặt trong những tình huống tương tự. Sở dĩ như vậy là vì chúng ta sợ bị từ chối, sợ mất thể diện, sợ bị người khác lợi dụng hoặc chế nhạo. Kết quả là chúng ta trở nên thụ động, tự tước đi cơ hội thành công của mình. Con người ta cứ mãi đấu tranh với những kẻ thù vô hình do chính mình tạo ra, mà lại quên đi cuộc đấu tranh bên ngoài để đạt được những gì hằng khao khát. Sợ bị từ chối. Em muốn cô đến nhà em chơi, nhưng em lại không dám mở lời với cô. Em rất muốn cô tới nhà em chơi, nhưng cánh cửa nhà em đã bị hỏng mất rồi. Nhà em cũng không có gì để mời cô cả. Em muốn cô đến nhà em chơi, nhưng em rất ngại vì em trai của em luôn há to miệng mỗi khi ăn, và ba em thì mỗi khi đầy bụng lại phát ra những tiếng rất khó nghe. Ước gì em có thể không còn ngại ngần nữa về những điều đó để mời cô đến nhà em chơi. Albert Hallam. Nỗi sợ lớn nhất ngăn cản con người yêu cầu điều mình mong muốn chính là sợ bị từ chối. Khi còn học phổ thông, tôi để ý một bạn gái cùng trường suốt nhiều năm liền. Cô ấy xinh xắn, giỏi giang, và điều đó khiến tôi rất ngại khi có dịp tiếp xúc. Vài năm sau, tôi lấy hết can đảm bày tỏ lòng mình với cô, và thật bất ngờ, cô ấy thổ lộ rằng cô cũng đã mến tôi từ lâu. Hóa ra tôi đã bỏ phí tới 2 năm dài chỉ vì nỗi sợ trẻ con của mình. Khi tôi mời cô ấy đi chơi, cô ấy đã nói: vấn đề của hầu hết con trai là họ đã tự tước bỏ cơ hội của chính mình trước khi người khác làm việc đó. Vì vậy, điều anh cần làm chỉ là cố gắng trở nên can đảm hơn mà thôi. John Taylor. Dù có thể bị chế giễu hoặc từ chối, thì tôi cũng muốn thử. Vì biết đâu có một ai đó muốn kết bạn hay đi chơi cùng tôi thì sao? Và tôi tin vào bản thân mình. Michael Hess. Sợ trở nên ngớ ngẩn. Con người thường mang trong mình một nỗi sợ cố hữu. Nếu yêu cầu điều mình muốn, thì sẽ biến thành kẻ lập dị, và rồi chẳng còn ai thích mình nữa. Ở trường học, tôi chưa bao giờ đặt câu hỏi hay yêu cầu giáo viên giảng lại, vì tôi không muốn biến mình thành một kẻ ngốc nghếch. Tôi cũng không bao giờ dám yêu cầu giáo viên giảng chậm lại, dù đôi lúc tôi chẳng hiểu họ đang nói gì cả. Tim Pyring. Nếu hỏi một điều gì đó có vẻ ngớ ngẩn, rất có thể bạn sẽ trở nên yếu thế và bị người khác coi thường. Điều này cũng có nghĩa là bạn có thể bị tổn thương khi bị người khác khước từ những điều mình đang mong ước. Còn tôi, tất nhiên là tôi chẳng muốn cho ai cái quyền được làm điều đó với mình. Kevin Smith. Sợ bị bỏ rơi. Từ xưa đến nay, chúng ta thường quan niệm rằng việc nêu ra những yêu cầu hay mong muốn là quá bạo dạn và không hợp với phụ nữ. Vì vậy, một khi họ bày tỏ những mong muốn của bản thân, thì gần như lúc nào họ cũng sẽ nhận về những điều tiếng không hay. Thế nhưng phụ nữ là những người có nhu cầu về tình cảm và vật chất rất cao. Định kiến này đã khiến họ phải sống trong cảnh tẻ nhạt và đành quên đi những nhu cầu cá nhân. Và thực tế đáng buồn là đa số đàn ông lại không đủ tinh tế để nhận ra điều đó. Nhiều trường hợp, người chồng thường tỏ ra khó chịu khi vợ mình tốn nhiều thời gian công sức để tìm hiểu những suy nghĩ của anh ta. Họ không hiểu được rằng sở dĩ vợ họ phải làm như vậy vì cô ấy rất e ngại khi phải đưa ra một yêu cầu nào đó. Ở nhiều nơi, phụ nữ không có quyền bầu cử và ứng cử, cũng như tiền lương của họ cũng thấp hơn các đồng nghiệp nam. Thế nhưng điều đáng nói là hầu hết chị em đều tự đánh giá thấp bản thân, cũng như không ý thức được các quyền lợi cơ bản của mình. Hãy hình dung bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi yêu cầu chồng quan tâm đến mình nhiều hơn. Liệu bạn có cảm thấy hơi ngại ngùng không? Nỗi sợ lớn nhất của nhiều phụ nữ là sợ bị chồng bỏ rơi, thế nên họ rất cẩn trọng hoặc không dám bày tỏ nỗi lòng mình quá nhiều. Tiến sĩ Barbara De Angelis. Lo sợ gánh nặng ơn nghĩa. Một số người lo ngại rằng việc yêu cầu người khác giúp đỡ sẽ khiến họ rơi vào vòng lẩn quẩn của gánh nặng ơn nghĩa, khi cả hai phía đều có suy nghĩ phải đền đáp lẫn nhau. Một lần, vợ chồng người bạn có việc bận và nhờ tôi trông hộ đứa con gái nhỏ. Khi trở về, họ tặng tôi một món quà cảm ơn. Sau khi nhận quà, tôi lại thấy mình mang nợ họ, nên quyết định đáp lễ bằng một món quà khác.
Tôi có cảm giác cái dòng lẩn quẩn này sẽ còn tiếp diễn. Tôi nợ họ, họ nợ tôi, và mọi việc sẽ cứ lặp đi lặp lại mãi, không biết khi nào mới chấm dứt. Patty Hansen.